Kinh Bản Sự quyển 3 phẩm 2, Hai Pháp phần 1. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, bí xô nào có đủ hai pháp thì ngay nơi pháp hiện tại bị nhiều sự buồn khổ, sống không hỷ lạc, có tai ương, hoạn nạn, phiền não nhiễu loạn, có tội đáng trách bị các bạn đồng phạm hạnh chê bỏ, sau khi qua đời sinh vào nẻo ác. Hai pháp đó là: một, đối với các căn môn không thể giữ gìn; hai, đối với việc ăn uống không biết đủ. Cái biết số nào gây tạo hai phần này thì ngay nơi pháp hiện tại bị nhiều sự buồn khổ, sống không hỷ lạc, có tai ương, hoạn nạn, phiền não, nhiễu loạn, có tội đáng trách, bị các bạn đồng phạm hạnh chê bỏ, sau khi qua đời sinh trong các nẻo ác. Khi ấy Đức Thế Tôn tôi tác lại nghĩa này và nói kệ: ai không thể giữ gìn số căn môn như mắt, ăn uống không biết đủ, thành bất tính biến trễ, người ấy ngay hiện tại thân tâm chịu nhiều khổ, tai ương và bệnh và hoạn nạn, phiền não cùng nhiễu loạn, đi đứng và ngồi nằm, đang thức hay trong mộng, do hai nhân duyên kia thường có tội bị trách. Nơi xóm làng đồng trống, trong chúng và chỗ vắng, người trí thường chê bỏ, sẽ sinh trong nẻo ác. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết, bí xô nào thành tựu hai phần, thì ngay nơi pháp hiện tại được nhiều sự hỷ lạc, sống không lo buồn, không tai ương, hoạn nạn, không phiền não, nhiễu hại, không tội, không bị quở trách, được các bạn đồng phạm hạnh có trí khen ngợi, sau khi qua đời được sinh trong các nẻo thiện. Hai phần đó là: một, đối với các căn môn thường tự giữ gìn; hai, đối với việc ăn uống thì biết đủ. Cái bí số nào thành tựu hai phần này thì ngay nơi pháp hiện tại được nhiều sự hỷ lạc, sống không lo buồn, không tai ương, hoạn nạn, không phiền não, nhiễu hại, không tội, không bị quở trách, được các bạn đồng phạm hạnh có trí khen ngợi, sau khi qua đời được sinh trong các nẻo thiện. Khi ấy Đức Thế Tôn tôn tác lại nghĩa này và nói kệ: ai luôn tự giữ gìn số căn môn như mắt, ăn uống, uống ăn thường biết đủ, thành tựu tính tinh tấn, ngay trong pháp hiện tại thân tâm thường an vui, không tai ương hoạn nạn, không phiền não nhiễu hại, đi đứng và ngồi nằm, đang thức hay trong mộng, do hai nhân duyên kia không tội không bị trách, nơi sấm làng đồng trống, trong chúng hay chỗ vắng, người trí thường khen ngợi, sẽ sinh trong nẻo thiện. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết có hai loại pháp hay sinh lo buồn. Hai pháp đó là: có một hạng người chỉ biết, chỉ tạo điều ác, chỉ làm việc không dữ, chỉ phát sinh những tạp uế, không tu các điều lành, không học tập hòa thuận, không có giúp người sợ hãi. Trong thời gian sau, tâm người đó mắc bệnh nặng, pháp sinh cùng cấp cơ thể, đau đớn vô cùng, tổn hại sắp chết, không thể chữa trị. Khi chịu khổ như vậy nên họ rên rỉ oán thán: ta từ xưa đến nay chỉ tạo những điều ác, chỉ làm những việc hung dữ, chỉ phát sinh tạp uế, không tu những việc lành, không học tập hòa thuận, không có giúp người sợ hãi. Những người chỉ tạo các điều ác, chỉ làm những việc hung dữ, chỉ phát sinh tập uế, không tu các điều lành, không học tập hòa thuận, không có giúp người sợ hãi, thì chỗ người đó hướng tới, ta chắc định cũng sẽ đi đến. Người kia do chỉ tạo các điều ác nên tâm lo buồn, khổ não, và do không tu các điều lành nên tâm lo buồn, khổ não. Như vậy gọi là có hai loại pháp hay phát sinh lo buồn, khổ não. Khi ấy Đức Thế Tôn tôn là nghĩa này và nói kệ: có hai pháp phát sinh. Người ngu luôn lo buồn, do chỉ tạo nghiệp ác, không tu nhân phước đức, về sau gặp bệnh khổ, rên rỉ và than oán, hối bị tội không phước, tâm lo buồn ăn năn. Người có tội không phước sẽ sinh các nẻo ác, ta cũng sinh đến đó, nhất định không nghi ngờ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết có hai loại pháp khiến tâm không lo buồn. Hai pháp đó là: có một hạng người chỉ lo tu các điều lành, chỉ học tập hòa thuận, chỉ có giúp người sợ hãi, không tạo các điều ác, không làm việc hung dữ, không phát sinh các tạp uế. Vì đó trong thời gian sau, ta mắc bệnh nặng, phát sinh cùng cấp cơ thể, đau đớn mãnh liệt, tổn hại sắp chết, không thể chữa trị. Khi dù khổ như vậy, vị này tuy có rên rỉ, nhưng không than oán và nghĩ: ta từ xưa đến nay chỉ tu các điều lành, chỉ học tập hòa thuận, chỉ có giúp người sợ hãi, không tạo các việc ác, không làm các điều hung dữ, không phát sinh các tạp uế. Các hữu tình nào cho tôi các điều lành, cho học tập hòa thuận, chỉ nghĩ cứu giúp người sợ hãi, không tạo các việc ác, không làm điều hung dữ, không phát sinh các tạp uế, thì chỗ người kia sinh đến, ta nhất định cũng sẽ sinh ở đó.
Người kia do chỉ tu các điều lành nên tâm không lo buồn, và do không tạo các điều ác nên tâm không lo buồn. Như vậy gọi là có hai pháp tâm không lo buồn. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: có hai pháp phát sinh, người trí luôn hoan hỷ là chỉ tu phước đức và không tạo tội lỗi. Vì sao gặp bệnh khổ rên rỉ không than oán, mừng có phước không tội không lo buồn ăn năn. Người có phước không tội sinh trong các nẻo thiện, ta cũng sinh đến đó, nhất định không nghi ngờ. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Xô nên biết, ta vì các ông lược nêu hai hạnh mau chứng đắc. Hai hạnh đó là: một hạnh lạc, hai hạnh khổ. Nghĩa là do hạnh lạc mau chứng đắc và do hạnh khổ mau chứng đắc, chủ tu tập gia hạnh không bị trở ngại, các căn đều được lanh lợi. Vì thế gọi đó là mau chứng đắc do hạnh lạc. Chủ tu tập gia hạnh có trở ngại để các căn đều đạt được lanh lợi, nên gọi đó là mau chứng đắc do hạnh khổ. Đây gọi là lược nêu hai hạnh mau chứng đắc. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: vì các ông lược nêu hai hạnh mau chứng đắc là hạnh lạc, hạnh khổ, do đó mau chứng đắc. Gia hạnh không trở ngại, các căn đều lanh lợi, do đây Đức Thế Tôn không gọi lạc mau chứng đắc. Gia hạnh bị trở ngại, các căn đều lanh lợi, do đây Đức Thế Tôn gọi khổ mau chứng đắc. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Xô nên biết, tại vì các ông lược nêu hai hạnh lâu chứng đắc. Hai hạnh đó là: một hạnh lạc, hai hạnh khổ. Nghĩa là do hạnh lạc lâu chứng đắc và do hạnh khổ lâu chứng đắc, chủ tu tập gia hạnh không bị trở ngại, nên các căn được đạt được đều chậm lục, tức gọi đó là lâu chứng đắc do hạnh lạc. Chủ tu tập gia hạnh bị trở ngại, nên các căn đạt được đều chậm lục, tức gọi đó là lâu chứng đắc do hạnh khổ. Đây gọi là lược nêu hai hạnh lâu chứng đắc. Khi Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ: vì các ông lược thuyết hai hạnh lâu chứng đắc là hạnh lạc, hạnh khổ, do đấy lâu chứng đắc. Gia hạnh không trở ngại, các căn đều chậm lục, do đấy Đức Thế Tôn gọi lạc lâu chứng đắc. Gia hạnh có trở ngại, các căn đều chậm lục, do đấy Đức Thế Tôn gọi khổ lâu chứng đắc. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Xô nên biết, người nào gây tạo hai pháp này thì không thể phát sinh pháp thiện trắng sạch. Giả sử đã phát sinh thì không thể bền chắc, giả sử đã bền chắc thì không thể viên mãn. Người kia đối với pháp thiện trắng sạch như vậy thường bị trở ngại, thường bị suy tôn, thường sinh hối hận. Sau khi qua đời, như trút bỏ gánh nặng, đọa trong địa ngục, chịu các sự đau khổ dữ dội. Hai pháp đó là: một chế ác, hai là kiến ác. Người nào gây tạo hai pháp như đã nói, người ấy nhất định không thể phát sinh pháp thiện trắng sạch. Giả sử đã phát sinh không thể bền chắc, nói rộng cho đến sau khi qua đời, như trút bỏ gánh nặng, đọa trong địa ngục, chịu các sự đau khổ dữ dội. Khi ấy Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ: ai gây tạo hai pháp giới ác và kiến ác, người đó không thể nào sinh pháp thiện trắng sạch. Dẫu sinh như không bền, dẫu bền không viên mãn, nơi pháp thiện trắng sạch bị suy tổn chứng ngại, người kia lúc lâm chung ăn năn và bụng khổ, như trút bỏ gánh nặng, nhất định sinh địa ngục. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Xô nên biết, người nào thành tựu hai pháp này thì chắc chắn phát sinh pháp thiện trắng sạch. Nếu trước đó phát sinh thì làm cho bệnh chắc, nếu đã bệnh chắc làm cho viên mãn. Người đó đối với pháp thiện trắng sạch không bị chướng ngại, không bị suy, không sinh lo buồn. Sau khi qua đời, như trút bỏ gánh nặng, sinh lên cõi trời, nhận các sự an vui. Hai pháp đó là: một giới thiện, hai kiến thiện. Người nào thành tựu hai pháp như đã nói thì nhất định phát sinh pháp thiện trắng sạch. Nếu trước đó phát sinh rồi thì làm cho bền chắc, nói rộng cho đến sau khi qua đời, trút bỏ gánh nặng, được sinh lên cõi trời, nhận các sự an vui. Khi Đức Thế Tôn tóm lại nghĩa này và nói kệ: ai thành tựu hai pháp giới thiện và kiến thiện, người đó sẽ nhất định sinh pháp thiện trắng sạch, để sinh sẽ bền chắc, nhất định được viên mãn, nơi pháp thiện trắng sạch không sẽ tổn chướng ngại. Người kia khi lâm chung không lo buồn khổ não, nhưng vứt bỏ gánh nặng, nhất định sinh cõi trời. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: Bí Xô nên biết, người nào gây tạo hai pháp thì khi sắp lâm chung hay sinh lòng lo buồn, sau khi qua đời bị đọa nơi các đạo ác, sinh trong địa ngục. Hai pháp đó là: làm và không làm. Thế nào là làm? Nghĩa là thân làm việc ác, miệng nói là ác ý, nghĩ điều ác, đó là làm. Thế nào là không làm? Nghĩa là thân không làm việc thiện.
Miệng không nói lời thiện, ý không nghĩ điều thiện, đó là không làm. Người nào gây tạo hai pháp như đã nói thì khi lâm chung hay sinh lòng lo buồn, sau khi qua đời bị đọa nơi đẻo các đẻo ác, sinh trong địa ngục, khi Đức Thế Tôn đó lại nghĩa này và nói kệ: có những người ngu si luôn tạo ba hạnh ác, không tạo ba hạnh lành, dẫn đến sinh diệu lỗi. Người kia khi lâm chung nhất định sẽ lo buồn, chết rồi các đạo ác sinh trong chốn địa ngục. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết cho nên biết, người nào thành tựu hai pháp thì lúc lâm chung không sinh lo buồn, sau khi qua đời thẳng lên nẻo thiện, sinh lên cõi trời. Hai pháp đó là làm và không làm. Thế nào là làm? Nghĩa là thân làm việc thiện, vì nói lời thiện, ý nghĩa điều thiện, đó là làm. Thế nào là không làm? Nghĩa là thân không làm việc ác, miệng không nói lời ác, ý không nghĩ điều ác, đó là không làm. Người nào thành tựu hai pháp như đã nói thì lúc lâm chung không sinh lòng lo buồn, sau khi qua đời thẳng lên nẻo thiện, sinh lên cõi trời. Khi Đức Thế Tôn gác lại nghĩa này và nói kệ: những người có trí tuệ thường làm ba hành thiện, không tạo ba hành ác, và đến đức phát sinh khi tâm mạng sắp hết, nhất định không lo buồn, qua đời lên nẻo thiện, sinh ngay trong cõi trời. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết có hai diệu trí nơi tu tập và làm cho phát sinh, sẽ thường cho đắc điều chưa cho đắc, thông điều chưa thông, chứng điều chưa chứng, vượt khỏi ưu sầu, diệt hết khổ não, hội nhập chánh lý, đạt cam lộ cho đắc niết bàn. Hai pháp đó là: một, pháp trí; hai, loại trí. Khi pháp trí phát sinh thì không còn điên đảo, biết khắp rõ các pháp hữu vi. Đối với pháp hữu vi đã biết rõ khắp rồi thì làm cho người kia đối với nhân của đời sau không thể phát sinh cùng tăng trưởng rộng lớn. Khi loại trí phát sinh thì có thể như đoạn diệt vô minh. Diệt vô minh nó không còn hỷ luận, không còn hỷ luận nên không tầm từ. Không tầm từ nên không dục lạc, không dục lạc nên không yêu ghét. Không yêu ghét nên không kiêu kỵ ganh ghét. Không kiêu kỵ ganh ghét nên không còn những việc cầm nắm dao gậy đánh đập làm tổn hại mới nhất lẫn nhau. Không nói những lời không chân thật, những lời đi dán nhau, những lời do nhất cùng cho lượng pháp ác bất thiện khác. Do không có những pháp ác bất thiện khác nên nghiệp đi đến đời sau không tăng trưởng. Khi nghiệp đi đến đời sau không tăng trưởng thì các nghiệp diệt tận, các khổ diệt tận đã chấm dứt đường sinh tử. Đường sinh tử đã chấm dứt thì tự thấu tỏ sự sinh tử của ta đại nhất. Phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Như vậy gọi là có hai diệu trí phải tu tập làm cho phát sinh, sẽ thường cho đắc điều cho chứng đắc. Chứng điều chưa chứng, vượt khỏi sầu vô sầu, diệt hết khổ não, hội nhập chánh lý, đạt cam lộ cho đắc niết bàn. Khi Đức Tôn đắc lại nghĩa này và nói kệ: có hai loại diệu trí tu tập cho phát sinh chứa được điều chưa chứng là pháp trí, loại trí. Khi pháp trí phát sinh, biết khắp pháp hữu vi, làm cho đời vị lai không tăng nhân tái sinh. Khi loại trí phát sinh, chứng minh liền đoạn diệt, do đấy sẽ lần lượt dứt sinh tử luân hồi. Tự biết sinh đã dứt và phẩm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm, không còn tái sinh nữa. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, bí xô nên biết có hai loại diệu trí nên suy xét đúng đắn, nên lượng tính kỹ, quan sát kỹ thì có thể đắc điều chưa đắc, thông điều chưa thông, chứng điều chưa chứng, vượt khỏi ưu sầu, diệt hết khổ não, hội nhập chánh, đã cam lộ cho đắc niết bàn. Hai trí đó là trí thế gian và trí xuất thế gian. Như thế gian là đối với sắc uẩn có thể nhận biết đúng đắn đây là sắc uẩn. Đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng như vậy. Đối với địa giới có thể nhận biết đúng đắn đây là địa giới. Đối với thủy hỏa phong và không thức giới cũng như vậy. Đối với nhãn giới có thể nhận biết đúng đắn đây là nhãn giới. Đối với sắc giới và nhãn thức giới cũng vậy. Đối với nhị giới có thể nhận biết đúng đắn đây là nhị giới. Đối với thanh giới và nhị thức giới cũng như vậy. Đối với thị giới có thể nhận biết đúng đắn đây là tự giới. Đối với hương giới và tỷ thức giới cũng như vậy. Đối với thiệt giới có thể nhận biết đúng đắn đây là thiệt giới. Đối với vị giới và thiệt thức giới cũng như vậy. Đối với thân giới có thể nhận biết đúng đắn đây là thân giới. Đối với xúc giới và thân thức giới cũng như vậy. Đối với ý giới có thể nhận biết đúng đắn đâu là ý giới. Đối với pháp giới và ý thức giới cũng như vậy. Trong cái thế tục như vậy cũng nhận biết đúng như thật là như vậy. Như vậy, với trí kiến, nơi, thông tuệ, hiện quán và giác ngộ, tất cả chiếu soi cùng cấp, thì gọi đó là trí thế gian.
Các thánh đệ tử đối với trí thế gian đã nói này, nên suy xét đúng đắn, nên lượng tính kỹ, quan sát kỹ trí thế gian này, ngay trong khi tu tập thấy có thể làm cho hữu tình bị phát sinh kia thoát hẳn sinh không, có thể làm cho hữu tình bị pháp lão kia thoát hẳn lão không. Pháp bệnh tự ưu sầu, khổ não, không an ổn cũng như vậy. Sau khi xét kỹ rồi, để có thể nhận biết đúng đắn trí thế gian này, ngay khi tu tập có thể làm cho hữu tình bị pháp sinh kia thoát hẳn sinh, không thể làm cho hữu tình bị pháp lão kia thoát hẳn lão. Pháp bệnh tử sầu ưu khổ não không an ổn cũng như vậy. Vì sao? Vì trí thế gian này không phải pháp của, là pháp của hiền thánh, không thể thoát hẳn, thoát khỏi hẳn, không thể hướng đến niết bàn, không thể nhàm chán hẳn, lìa bỏ hẳn, diệt trừ hẳn, không thể hoàn toàn vắng lặng, không thể thông tuệ đích thực, không phải chính đẳng giác, không thể chứng niết bàn. Vì đó là pháp đi đến sinh, là pháp đi đến lão, bệnh tự u sầu khổ não không an ổn. Người kia đối với pháp như vậy nên suy xét quan sát lượng tính kỹ. Đối với pháp thế gian sinh ra tư tưởng sợ hãi, đối với pháp xuất thế gian sinh ra tư tưởng an ổn. Do đối với pháp thế gian sinh tưởng sợ hãi nên hoàn toàn không chấp thọ. Do không chấp thọ nên không khát ái, không khát ái nên tự chứng niết bàn, cố gắng tận cùng bên trong. Chứng niết bàn xong, tự nhận biết rõ sự sinh của ta đã dứt và mình đã lập việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Đó gọi là đối với trí thế gian này nên suy xét đúng đắn, nên lượng tính kỹ, quan sát kỹ. Trí xuất thế gian nghĩa là đối với tất cả uẩn xứ giới có thể nhận biết đúng đắn các pháp là này là tánh vô thường, tánh cổ, tánh bệnh, tánh uông nhọt, tánh như mũi tên, tánh phiền não, tánh độc hại, tánh sợ hãi, tánh diệt não, tánh phá hoại, tánh tiêu diệt, tánh tai hại, tánh ngang ngạnh, tánh bệnh tật, tánh hư huyễn, tánh ngụy tạo, tánh trống rỗng, tánh hư vọng, tánh không có thật ngã, tánh khó tin tưởng. Đối với tánh các pháp như vậy cũng nhận biết đúng như thật là như vậy. Như vậy, với trí kiến, thông tuệ, hiện quán và giác ngộ, tất cả chiếu soi cùng cấp, thì gọi đó là trí xuất thế. Các thánh đệ tử đối với trí xuất thế đã nói này, nên suy xét đúng đắn, nên lượng tính kỹ, quán sát kỹ về trí xuất thế này. Ngay trong khi tu tập thì có thể làm cho hữu tình bị pháp sinh kia có thể thoát hẳn sinh không, có thể làm cho hữu tình bị pháp lão kia có thể thoát hẳn lão không. Pháp bệnh tử ưu sầu khổ não không yên ổn cũng như vậy. Sau khi xét kỹ rồi thì có thể nhận biết đúng đắn trí xuất thế này. Ngay trong khi tu tập nhất định có thể làm cho hữu tình bị pháp sinh kia thoát hẳn sinh, nhất định làm cho hữu tình bị pháp lão kia thoát hẳn lão. Pháp bệnh tự ưu sầu khổ não không an ổn cũng như vậy. Vì sao? Vì trí xuất thế này là pháp của hiền thánh, là có thể ra khỏi hẳn, là thẳng đến niết bàn, là nhàm chán hẳn, xa lìa hẳn, diệt trừ hẳn, hoàn toàn vắng lặng, là thông tuệ đích thực, là chánh đẳng giác, có thể chứng niết bàn, không phải là pháp để đến sinh lão bệnh tự ưu sầu khổ não không an ổn. Người kia đối với pháp như vậy, khi suy xét lượng tính quan sát kỹ, đối với pháp xuất thế sinh tưởng tôn quý, đối với pháp thế gian sinh tưởng thấp kém, đối với pháp xuất thế sinh tưởng tôn quý nên sinh hoan hỷ, do hoan hỷ nên tâm người đó an vui, tâm an vui nên thân được nhẹ nhàng, thân nhẹ nhàng nên cảm thọ sự hỷ lạc, cảm thọ hỷ lạc nên tâm được tịch định, tâm tịch định nên trí kiến đúng đắn, trí kiến đúng đắn nên càng nhàm chán chối từ, càng nhàm chán chối từ nên ngay khi ấy lìa tham dục, lìa tham dục nên được giải thoát nên tự nhận biết rõ. Sự sinh của ta đã dứt và mình đã lập việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Đó gọi là đối với trí xuất thế này, nên suy nghĩ đúng đắn, nên lượng tính kỹ, quan sát kỹ. Như vậy gọi là có hai loại diệu trí nên suy xét đúng đắn, nên lượng tính kỹ, quan sát kỹ thì có thể đắc điều chưa đắc, thông điều chưa thông, chứng điều chưa chứng, điều chưa chứng. Có thể vượt khỏi ưu sầu, diệt hết khổ não, hội nhập chánh lý, đạt cam lồ cho đất niết bàn. Khi Đức Thế Tôn tóm tắt lại nghĩa này và nói kệ, có hai loại diệu trí, người trí nên suy xét là thế và xuất thế, diệt trừ ngay các khổ. Quan sát trí thế gian, phát sinh tưởng sợ hãi, hoàn toàn không chấp giữ, lần lượt chứng niết bàn. Quan sát trí xuất thế, phát sinh tưởng tôn quý,
Giờ đấy sinh hoan hỷ, liền được thân thanh an. Thanh an nên hỷ lạc nên tâm định. Do tâm được tịch định, liền phát sinh giác chi. Giác chi quán thanh đế, lược nghi được trừ diệt, không nghi không chấp giữ, thoát hẳn cảnh giới khổ. Bài kể tác phần căn bản sự ở trước. Hai căn, hai tiêu não, hai hành, hai giới kiến, hai làm và chẳng làm, hai trí, có hai loại. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, Bí Xô nào chỉ muốn dối gạt các chúng sinh, vì cầu danh tiếng, phóng đại chủ hiểu biết của mình, cầu lợi dưỡng và sự cung kính mà xuất gia, thì Bí Xô ấy không được gọi là xuất gia chân thật. Ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, Bí Xô nào mà thông đạt vị biết khắp mà xuất gia thì gọi đó là xuất gia chân thật. Ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, vì sao bị khác Bí Xô này? Do thông đạt biết khắp nên sau khi xuất gia tức có thể thông tỏ đúng như thật về chỗ thông đạt, nhận biết về chỗ biết khắp. Đã có thể thông tỏ đúng như thật về chỗ thông đạt, nhận biết về chỗ biết khắp, thì có thể đoạn trừ đúng như thật về chỗ nên đoạn trừ, tu chỗ nên tu, chứng pháp nên chứng. Đã có thể đoạn tu và chứng đúng như thật rồi, thì tự thấu rõ sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã là việc đáng làm, để làm sao không còn tái sinh nữa. Thế nên người nào đã thông đạt biết khắp mà xuất gia chân thật, ở trong giáo pháp của Như Lai mà tu hành phạm hạnh, khi Đức Thế Tôn có thắc lại nghĩa này và nói kệ, vì danh tiếng dối gạt, lợi dưỡng và cung kính, chẳng phải chân phạm hạnh là xuất gia giả dối. Vì thông đạt biết khắp, mau chân đất tối thượng, tu phạm hạnh chân thật là xuất gia chân thật. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, Bí Xô nào chỉ muốn dối gạt các chúng sinh, dự cầu danh tiếng, phóng đại chủ hiểu biết của mình, dự cầu lợi dưỡng mà cung kính xuất gia, thì Bí Xô đó không được gọi là xuất gia chân thật. Ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, Bí Xô nào vì luật nghi, vì chánh đoạn mà xuất gia thì gọi đó là xuất gia chân thật. Ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, vì sao về các Bí Xô này do luật nghi, do chánh đoạn mà xuất gia, nên sau khi xuất gia xong có thể giữ gìn đúng như thật về sáu căn, không phá hủy giới cấm, mau chóng chứng đắc chánh độ tối thượng, để có thể giữ gìn đúng như thật về sáu căn, phá hủy giới cấm và mau chứng đắc chánh định, chánh độ vô thượng, thì lập tức có thể đoạn trừ đúng như thật điều nên đoạn trừ, tu điều nên tu, chứng điều nên chứng. Để có thể đoạn tu chứng rồi thì tự thấu rõ sơ sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Thế nên biết số nào vì luật nghi, vì chánh đoạn mà xuất gia thì gọi đó là xuất gia chân thật. Ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, khi ấy Đức Thế Tôn tác lại nghĩa này và nói kệ, vì danh tiếng dối trá, lợi dưỡng và cung kính, chả phải chân phạm hạnh là xuất gia giả dối. Vì luật nghi chánh đoạn, mau cho đất tối thượng, tu phạm hạnh chân thật là xuất gia chân thật. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, Bí Xô vì muốn lừa gạt chúng sinh, vì cầu danh tiếng phóng đại chủ hiểu biết của mình, vì cầu lợi dưỡng và sự cung kính mà xuất gia, thì Bí Xô ấy không được gọi là xuất gia chân thật. Ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, Bí Xô nào vì nhàm chán, vì lì dục mà xuất gia thì gọi đó là xuất gia chân thật. Ở trong giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, vì sao về các Bí Xô này do nhàm chán, do lì dục mà xuất gia, nên sau khi xuất gia xong có thể nhàm chán đúng như thật, ly dục xong thì được giải thoát xong thì chẳng biết sự sinh của ta đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Thế nên Bí Xô nào bị nhàm chán, bị ly dục mà xuất gia thì gọi đó là xuất gia chân thật. Ở đâu giáo pháp của Như Lai tu hành phạm hạnh, khi Đức Thế Tôn nói tác lại nghĩa này và nói kệ, vì danh tiếng dối trá, lợi dưỡng và cung kính, chả phải chân phạm hạnh là xuất gia giả dối, là nhàm chán ly dục, mau chứng nghĩa tối thượng, chân thật tu phạm hạnh là xuất gia chân thật. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, Bí Xô nên biết, tất cả pháp môn do các đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác thuyết giảng lược có hai loại, đó là: một, đối với điều ác phải biết rõ đúng; hai, đối với điều ác càng phải nhàm chán.
Tất cả pháp môn do các đức Như Lai ứng cúng, chánh đẳng giác thuyết giảng, lược có hai loại như vậy. Vì sao những người tu hành đối với các pháp ác phải nhận biết đúng đắn? Đối với các pháp ác đã nhận biết đúng đắn rồi, thì nhàm chán thì ly dục, đã ly dục thì giải thoát, đã giải thoát thì tự thấu rõ sự sinh của ta đã dứt và mình đã làm việc đáng làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. Người tu hành như vậy đoạn ẵn các ái dục và các thứ trói buộc, hiểu quán một cách đúng đắn, chấm dứt cảnh khổ. Khi ấy Đức Thích Tôn Tát lại nghĩa này và nói kệ: nên biết chư Như Lai bậc ứng chánh đẳng giác thương xót khắp quần sinh, thuyết giảng hai pháp môn, biết rõ các điều ác nhàm chán và ly dục, được giải thoát tự tại, chấm dứt cảnh giới khổ. Tôi từng nghe Đức Thích Tôn bảo: biết sư nên biết có hai loại pháp, ai tu tập thường xuyên thì có thể đoạn trừ được hai pháp. Hai pháp gì mà tu tập thường xuyên thì có thể đoạn trừ hai pháp? Đó là quán bất tịnh và quán từ bi, có thể đoạn trừ tham dục và sân hận. Vì sao? Vì tất cả việc đã tham, đang tham, sẽ tham đều do tác ý, tư duy và tướng tịnh. Tất cả việc đã sân, đang sân, sẽ sân đều do tác ý, tư duy và tướng oán. Tất cả tham dục hiện có đã đoạn, đang đoạn, sẽ đoạn đều do tác ý tu quán bất tịnh. Tất cả sân hận hiện có đã đoạn, đang đoạn, sẽ đoạn đều do tác ý tu tuệ bi quán. Đối với quán bất tịnh, ai tu tập thường xuyên thì nhất định đoạn được tất cả tham dục. Đối với quán từ bi, ai tu tập thường xuyên thì nhất định đoạn được tất cả sân hận. Ai muốn quyết định đoạn trừ tham dục thì phải siêng năng tu tập quán bất tịnh. Ai muốn quyết định đoạn trừ sân hận thì phải siêng năng tinh tấn tu quán từ bi. Tu quán bất tịnh thì không có tham dục nào là không thể đoạn được. Tu quán từ bi thì không có sân hận nào là không thể đoạn được. Như vậy gọi là có hai loại pháp. Ai tu tập thường xuyên thì có thể đoạn được hai pháp. Khi ấy Đức Thế Tôn đã đáp lại nghĩa này và nói kệ: tu tập xin tu tập hai pháp đoạn, hai pháp bất tịnh đoạn tham dục, từ bi đoạn sân hận. Thế nên người có trí quan sát để tự lợi, tu bất tịnh từ bi đoạn tham dục sân hận. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo: các vị sư nên biết cảnh giới niết bàn lược có hai loại, đó là một, cảnh giới niết bàn hữu dư y, và hai là cảnh giới niết bàn vô dư y. Thế nào là cảnh giới niết bàn hữu dư y? Nghĩa là các bí xô đắc quả la hán, các lậu đã sạch phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, đã xả bỏ gánh nặng, đã tự đạt mục đích, đã sạch các cớ sử, đã nhận biết đúng đắn, tâm giải thoát hoàn toàn, đã được biết khắp. Do nghiệp đời trước làm chuyên đến các căn nên còn tiếp tục sống. Tuy các căn hoạt động đang tiếp xúc với vô số cảnh giới tốt xấu, nhưng luôn luôn nhàm chán, sợ bỏ, không chấp trước gì cả, không bị sự trói buộc của yêu ghét, vì đã đoạn hẳn tất cả yêu ghét. Cho nên người đó đối với các sắc, khi muốn thấy tự dùng sắc quan sát chúng nên không pháp sinh tham sân si. Tuy có mắt già, có tốt xấu, nhưng không tham dục, cũng không sân hận. Vì sao? Vì đã đoạn hẳn sự trói buộc của yêu ghét. Người kia đối với các âm thanh khi muốn nghe, tôi dùng tai để nghe, nhưng không phát sinh tham sân si. Tuy có tai và âm thanh hay dở, nhưng không tham dục, cũng không sân hận. Vì sao? Vì đã đoạn trừ trói buộc của yêu ghét. Người kia đối với các hương không muốn ngửi, tôi dùng mũi ngửi chúng, nhưng không phát sinh tham sân si. Tuy có mũi và có hương thơm, mùi hôi, nhưng không tham dục, cũng không sân giận. Vì sao? Vậy đã đoạn trừ hẳn sự trói buộc của yêu ghét. Người kia đối với các cái vị khi muốn nếm, tôi dùng lưỡi để nếm chúng, nhưng không sinh tham sân si. Tuy có lưỡi và vị ngon dở, nhưng không tham dục, cũng không sân hận. Vì sao? Vì đã đoạn trừ hẳn sự trói buộc của yêu ghét. Người kia đối với các cái xúc khi muốn gia chạm, tôi dùng tân để tiếp xúc như tiếp xúc chú chúng, nhưng không phát sinh tham sân si. Tuy có thân và có xúc dự ý, không dự ý, nhưng không tham dục, cũng không sân hận.
Vì sao bà đã đoạn trừ hẳn sự trói buộc của yêu ghét? Người kia khi muốn đối với các pháp, khi muốn biết, tuy dụng ý để biết các pháp, nhưng không phát sinh tham sân si, lìa các tham dục cho đắc niết bàn hoàn toàn vắng lặng. Nên nghĩ thế này, Đức Thế Tôn, vì những chúng sinh có sự sợ hãi kia, vì những người thường bị đoạn kiến trói buộc kia nên khiến họ nhận biết nghiệp quả không hư mất, chánh pháp được thuyết giảng, giải thoát ngay nơi hiện tại, đúng lúc và có thể chứng đắc được, có lợi ích, người trí tự chứng, là pháp chân thật để đối trị với thế gian, có thể diệt trừ được tâm kiêu mạn, khắc ái, tổn hại cho chúng sinh, chấm dứt các đường luân hồi, chứng tánh chân không, lìa các tham dục, chứng đắc niết bàn, tịch diệt rốt ráo. Như vậy gọi là người có tuệ nhãn, có thể quan sát đúng đắn, như vậy gọi là hai thứ trói buộc nên làm cho các hàng trời người. Một loại thì khiếp nhược, một loại thì dũng mãnh. Người có tuệ nhãn có thể quan sát đúng đắn. Khi Đức Thế Tôn nói là nghĩa này và nói kệ, do hai thứ trói buộc khiến các chúng trời người, một loại sinh khiếp nhược, một loại lại dũng mãnh. Thanh văn có tuệ nhãn, luôn quan sát như thật, chán lìa trừ được mạng, chứ niết bàn viên mãn. Là nhận biết như thật, chánh pháp Phật giảng dạy, diệt đoạn kiến thường kiến, hai ái không còn gì. Long Vương có tuệ nhãn, rối mưa pháp cùng một cấp, diệt các lửa phiền não, được mát mẻ hoàn toàn. Tuy có ý và pháp tốt xấu nhưng không tham dục, cũng không sân hận. Vì sao mình đã đoạn trừ hẳn sự trói buộc của ái, sân, cho đến người đó vẫn tiếp tục sống ở thế gian, cho biết niết bàn. Thường được hàng trời người chiêm ngưỡng lạ bái cung kính cúng dường, đó gọi là cảnh giới niết bàn hữu dư y. Thế nào là cảnh giới niết bàn vô dư y? Nghĩa là các bí xô đắc quả la hán, các lầu đã sạch, phạm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, đã trút bỏ gánh nặng, đã đạt đến mục đích, đã hết hữu kết, đã nhận biết đúng đắn, đã giải thoát hoàn toàn, đã được biết khắp. Người đó ngay khi ấy, tất cả những gì đã cảm thọ không làm nhân để đưa đến ái, nó không còn mong cầu, diệt hẳn tất cả, nó hoàn toàn vắng lặng, hoàn toàn mát mẻ, nên ẩn mất không còn hiện nữa. Chỉ do thanh tịnh, thể của nó là không hí luận. Sự thanh tịnh này, thể của nó là hoàn toàn vượt khỏi hí luận. Nó không thể gọi đó là có, không thể gọi là không, không thể gọi là cũng vừa có, cũng vừa không. Không thể gọi là cũng không có, cũng không không. Chỉ có thể nói rằng niết bàn của cánh là không thể đâu vậy. Đó gọi là cảnh giới niết bàn vô dư y. Bí sâu nên biết như vậy á, gọi là lược nêu về niết bàn có hai loại. Khi ấy Đức Thế Tôn phân tác lại nghĩa này và nói kệ, lậu hết tâm giải thoát, duy trì thân sau cùng, gọi niết bàn hữu dư, các hành còn tiếp nối, các thọ đã diệt xong như nước trong mát mẻ, gọi niết bàn vô dư ở ngoài sự bàn luận. Hai thứ niết bàn này tối thượng không đâu bằng, là pháp nay và sau vẫn lặng thường an vui. Tôi từng nghe Đức Thế Tôn bảo, biết sao nên biết do hai thứ trói buộc nên làm cho hàng trời người, một loại thì khiếp nhược, một loại lại dũng mãnh. Người có tuệ nhãn nên quan sát đúng đắn. Hai triền là gì? Đó là có kiến trói buộc và không có kiến trói buộc. Thế nào là một hạng trời người khiếp nhược? Nghĩa là có hạng trời người khác ái, yêu thích hữu sẽ đắm về hữu, giờ để diệt hữu nên khi nghe thuyết pháp không chịu cung kính lắng tai nghe nhận, cũng không chịu vâng theo lời dạy bảo, không chịu tự thuận tu tập theo đúng chỗ thật đúng, chỉ sinh khiếp nhược, sợ hãi thoái lui. Bây giờ chúng ta phải làm sao đối với hữu? Bây giờ chúng ta phải như thế nào đối với hữu? Như vậy gọi là một hạng trời người khiếp nhược. Thế nào là một hạng trời người dũng mãnh? Nghĩa là có hạng trời người sở hữu, nhàm chán hữu, mong cầu không có hữu, và vô số pháp khổ bức bách nên thâu nhận, chấp trước những việc như vậy. Đối với các ác kiến, họ nghĩ thế này, ta nên đoạn trừ và làm cho chúng diệt mất, không còn xuất hiện nữa.
bấy giờ mới gọi là thức tỉnh vi diệu. Như vậy gọi là một hàng trời người dũng mãnh. Thế nào là gọi là có tuệ nhãn có thể quan sát đúng đắn? Nghĩa là hàng thanh văn, hàng thánh thanh văn quan sát đúng như thật. Sau khi quan sát xong, không đối với việc như thật đó mà sinh lòng kiêu mạn, không đơn vào việc như thật đó mà sinh lòng kiêu mạn, không nhận nơi việc như thật đó mà sinh lòng kiêu mạn, không ỷ vào việc như thật đó mà sinh lòng kiêu mạn. Sau khi thấy đúng như thật rồi liền sinh nhàm chán. Sau khi nhàm chán liền lìa dục xong, được giải thoát xong, tự thấu rõ. Sơ sinh của ta đã dứt, phàm hạnh đã lập, việc đáng làm đã làm xong, không còn ta sinh nữa. Và nghĩ thế này, Đức Thế Tôn vì các hữu tình yêu thích hữu kia, vì các hữu tình từng bị thường kiến trói buộc kia, khiến diệt trừ hữu, nên đã thuyết giảng chánh pháp vi diệu sâu xa, khó thấy, khó ngộ, tịch tỉnh, thắng. Không phải là cảnh giới của suy nghĩ, tư duy, đó là chỗ chứng đắc chắc chắn của những bậc có trí tuệ. Về pháp đối trị chân thật cho tất cả thế gian, nghĩa là có thể diệt trừ tâm kiêu mạn, khắc ái, tổn hại cho chúng sinh, đoạn các đường luân hồi, chứng tánh chân không.